Những thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Sông Lam Nghệ An chốt danh sách ngoại binh trước thời điểm hạn chót đăng ký danh sách thi đấu V-League 2017. Trợ lý Văn Sĩ Sơn bị đình chỉ 4 trận do hành vi phản ứng với trọng tài trong trận tranh siêu cúp quốc gia. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại những mảng tối của thể thao Việt Nam trong năm 2016. Chúng ta đang gặp nhau trong bản tin Thế giới thể thao ngày 3 tháng 1 của Bóng đá TV và Thể thao TV. Chỉ còn một ngày nữa thôi là các câu lạc bộ tại V-League sẽ phải chốt danh sách ngoại binh đăng ký thi đấu ở V-League 2017 với công ty VPF. Vâng, có một điều mà chúng ta muốn nói ở đây đó là với nguồn lực tài chính khác nhau, nguồn cung cầu thủ khác nhau thì thời gian mà các câu lạc bộ chốt danh sách cũng khác nhau. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với danh sách ngoại binh được đăng ký thi đấu tính cho đến thời điểm 18 giờ tối nay ngày 3 tháng 1. Sau một thời gian dài người đến kẻ đi để thử việc thì rốt cuộc Sông Lam Nghệ An cũng đã chọn ra được hai ngoại binh đáp ứng được các tiêu chí của mình. Đó là Olaha Michel người Nigeria và Henry Jacquien người Trinidad và Tobago. Cả hai đều là những tiền đạo và sẽ khoác áo đội bóng xứ Nghệ với bản hợp đồng kéo dài 1 năm. Trong khi đó thì câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn ngày hôm nay cũng sẽ tiến hành ký kết với hai ngoại binh có quốc tịch Brazil là Marcelo Fernandes và Patrick dos Santos. Trong số này thì Marcelo được giới thiệu từng khoác áo U23 Brazil và năm ngoái là vua phá lưới giải Myanmar trong màu áo của câu lạc bộ Yangon. Câu chuyện về các ngoại binh trong mùa giải 2017 sẽ được chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn trong phần sau của bản tin. Còn bây giờ sẽ là những tin tức bóng đá trong nước đáng chú ý khác. Sau khi có thông tin tập đoàn FLC thoái vốn khỏi câu lạc bộ FLC Thanh Hóa, không ít cầu thủ của đội bóng này đã tỏ ra lo ngại về tương lai. Và vào sáng nay thì chủ tịch tập đoàn FLC ông Trịnh Văn Quyết đã tới để trấn an với các cầu thủ. Sáng nay câu lạc bộ FLC Thanh Hóa đã tổ chức lễ xuất quân cho V-League 2017. Mục tiêu mà ban lãnh đạo đội bóng xứ Thanh đặt ra cho thầy trò huấn luyện viên Petrovic ở mùa giải năm nay là đoạt chức vô địch. Để hiện thực hóa mục tiêu này, FLC Thanh Hóa đã chiêu mộ hàng loạt những gương mặt chất lượng như các tuyển thủ Đinh Tiến Thành, Nguyễn Trọng Hoàng hay tiền đạo Uche. Cùng với việc chiêu mộ những cầu thủ chất lượng, FLC Thanh Hóa cũng đem về huấn luyện viên từng vô địch cúp C1 châu Âu Zubko Petrovic. Theo vị huấn luyện viên người Đông Âu, ở mùa giải tới, ông sẽ để cho đội bóng xứ Thanh chơi bóng ngắn nhằm tận dụng những đường truyền ở phạm vi nhỏ cùng khả năng di chuyển của các cầu thủ. Cũng liên quan tới FLC Thanh Hóa thì đến thời điểm hiện tại, tiền đạo Hoàng Đình Tùng đã hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối mà anh gặp phải ở trận chung kết FLC Cup diễn ra hồi tháng trước. Với việc bình phục chấn thương sớm hơn dự kiến này, cầu thủ 29 tuổi hoàn toàn có thể ra sân trong trận đấu mở màn V-League 2017 của FLC Thanh Hóa gặp Sông Lam Nghệ An vào cuối tuần này. Vâng, nếu như FLC Thanh Hóa chào đón sự trở lại của Hoàng Đình Tùng thì Than Quảng Ninh lại đối mặt với việc thiệt quân trong những vòng đầu tiên tại V-League 2017. Nguyên nhân của nguy cơ này chính là giải vô địch bóng đá châu Phi CAN 2017. Vào ngày 17 tháng 1 tới, giải vô địch bóng đá châu Phi CAN 2017 sẽ khởi tranh. Cùng với Moses của Hà Nội FC, tiền vệ Kizito Baba của Than Quảng Ninh đã được huấn luyện viên Milutin Srejovic triệu tập vào đội tuyển Uganda để tham dự CAN 2017. Sự vắng mặt của Kizito sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến đội bóng đất mỏ, bởi ít nhất ngoại binh này sẽ không thể tham dự các vòng đầu tiên của V-League do trùng với thời gian diễn ra vòng đấu bảng của CAN 2017. Ở một diễn biến khác, Than Quảng Ninh cũng quyết định nhập tịch cho cầu thủ Kizito để dễ bề tính toán chuyện ngoại binh. Tuy nhiên, việc nhập tịch cho cầu thủ này có nhiều khó khăn do hiện tại Uganda, quê hương của Kizito, không có đại sứ quán ở Việt Nam nên mọi thủ tục phải tiến hành tại Bắc Kinh, Trung Quốc nên gặp rất nhiều trở ngại. Liên quan tới tin đồn đội bóng đang chơi tại K-League Gyeongnam Dragon rất muốn ký hợp đồng với Mã Hồng Quân để thi đấu cho mùa giải 2017, phía đội bóng Than Quảng Ninh cho biết là chưa hề nhận được thông tin chính thức nào về vụ chuyển nhượng này. Bên cạnh đó, Hồng Quân cũng khá im hơi lặng tiếng trước tin đồn nói trên. Theo kế hoạch thì vào ngày mai, Than Quảng Ninh sẽ di chuyển lên thủ đô để chuẩn bị cho vòng 1 V-League 2017 làm khách trước đương kim vô địch Hà Nội FC. Giải Fair Play, giải thưởng nhằm tôn vinh những hành động đẹp của bóng đá Việt Nam năm 2016, mới đây đã nhận thêm 4 đề cử nữa, qua đó nâng tổng số đề cử lên con số 6. Và trong đó, đáng chú ý có sự góp mặt của tiền vệ Lưu Xuân Trường. Với tinh thần vượt khó cùng lối đá Fair Play và là tấm gương cho sự phấn đấu không mệt mỏi, tiền vệ Lưu Xuân Trường đã được hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play bổ sung vào danh sách đề cử mới của mùa giải 2016. Hiện tại, tổng số đề cử cho giải thưởng Fair Play năm nay đã được chốt lại ở con số 6. Sau khi chính thức chia tay câu lạc bộ Inter United để gia nhập Gwangwon FC theo dạng cho mượn từ Hoàng Anh Gia Lai, tiền vệ Lưu Xuân Trường đã có những dòng chia sẻ trên trang Facebook của mình
với những tình cảm dành cho đội bóng cũ tại Hàn Quốc. Theo đó, tiền vệ người Tuyên Quang khẳng định việc chuyển tới thi đấu cho Incheon United là một bước đi lớn trong sự nghiệp chơi bóng của mình. Và anh đã có một năm tuyệt vời với nhiều thăng trầm và những trận đấu cảm xúc cùng Incheon. Cũng qua Facebook, Xuân Trường đã gửi lời cảm ơn tới ban huấn luyện, đồng đội và đặc biệt là người hâm mộ của đội bóng xứ Hàn với những điều tốt đẹp đã dành cho anh trong suốt quãng thời gian thi đấu cho đội bóng. Sau khi chia tay với nhà tài trợ Nutifood, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã tìm được nhà tài trợ mới. Theo đó, nhãn sữa IQ Luck Pro đã chính thức trở thành nhà tài trợ chính cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai từ nay cho đến năm 2018. Ngoài việc tài trợ, IQ Luck Pro còn là đối tác dinh dưỡng độc quyền cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Thưa quý vị, mặc dù Siêu cúp Quốc gia 2016 đã khép lại được gần một tuần lễ, nhưng dương của nó thì vẫn còn đọng lại. Nếu như với câu lạc bộ Than Quảng Ninh đó là sự hứng khởi cho mùa giải mới, thì với câu lạc bộ bóng đá Hà Nội họ còn phải đối mặt với những hệ quả về nhân sự. Trong chiều nay mùng 3 tháng 1, Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra quyết định kỷ luật số 01 để xử phạt đối với huấn luyện viên phó Văn Sĩ Sơn của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Theo đó, ban kỷ luật phạt ông Văn Sĩ Sơn 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam năm 2017 do có hành vi phản ứng ném chai nước và vái lại trọng tài trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội và Than Quảng Ninh tại trận Siêu cúp Quốc gia diễn ra ngày 29 tháng 12 năm 2016 trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Huấn luyện viên phó Văn Sĩ Sơn có quyền khiếu nại về quyết định này. Trở lại với câu chuyện ngoại binh mà chúng tôi đã nhắc đến ở phần đầu bản tin. Vào ngày mai thì các câu lạc bộ tại V-League sẽ phải chốt danh sách ngoại binh đăng ký thi đấu ở mùa giải 2017. Và so với năm ngoái thì ngoại binh năm nay có những điểm gì khác biệt? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Nhìn vào bản danh sách ngoại binh của 14 đội V-League năm nay, có 5 đội là mới đội hình hoàn toàn khi thay thế những người đã thi đấu mùa giải vừa qua. Đó là BKV Bình Dương, Long An, câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn, Sông Lam Nghệ An và sổ số kiến thiết Cần Thơ. Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và Than Quảng Ninh là hai đội có 3 ngoại binh nên tổng cộng V-League 2017 có cả thể 30 cầu thủ nước ngoài. Trong số này, tiền đạo là vị trí mà các câu lạc bộ ưu tiên khi tuyển ngoại binh. Có 19 trên tổng số 30 là những người thi đấu trên hàng công chiếm tỷ lệ tới 63% so với 13% là các tiền vệ và 24% thuộc về các hậu vệ. Đội tạo ra sự khác biệt duy nhất so với xu hướng này là Hoàng Anh Gia Lai khi đội bóng phố núi dành những suất đá chính trên hàng công cho đội binh. 30 ngoại binh ở mùa giải năm nay, chiếm nhiều nhất vẫn là những cái tên đến từ châu Phi với 14 người, chiếm tỷ lệ 48%. Trong đó, nguồn cầu thủ Nam Mỹ với 12 gương mặt chiếm 40%, phần lớn có quốc tịch Brazil. Chắc hẳn là những ngoại binh được đăng ký thi đấu tại V-League 2017 đều mang trên mình những hy vọng lớn của các câu lạc bộ và trong số đó thì có những người rất được chờ đợi bởi khả năng chuyên môn. Kể từ khi đến chơi tại V-League, Omar Faye chỉ gắn bó duy nhất với FLC Thanh Hóa. Trong 3 mùa giải trước, Omar ra sân tổng cộng 64 trận đấu, ghi được 39 bàn thắng và ngày càng quan trọng trong lối chơi của đội bóng xứ Thành. Đó là lý do người hâm mộ bóng đá Thanh Hóa rất tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào Omar Faye. Nếu Omar Faye chuẩn bị có mùa giải thứ tư chơi tại V-League, thì V-League 2017 mới là mùa giải thứ hai của Diachenko. Trong năm đầu tiên khoác áo Than Quảng Ninh, tiền đạo người Nga cũng có hiệu suất ghi bàn cực ấn tượng với 12 bàn chỉ sau 24 trận đấu. Gia nhập đội bóng Tân binh Thành phố Hồ Chí Minh, Diachenko trở thành niềm hy vọng số 1 trên hàng công của đội bóng này. Diachenko ra đi, Than Quảng Ninh ngay lập tức mang về một chân sút kỳ cựu là Patio. Trong hai mùa giải gần nhất, Patio đều ghi hơn 10 bàn thắng mỗi mùa tại V-League và đó là hiệu suất xứng đáng để cổ động viên đất mỏ đặt kỳ vọng. Ngay khi về Than Quảng Ninh, Patio còn lập cú đúp trong trận Siêu cúp và mở ra một mùa giải mới rất đáng chờ đợi cho Than Quảng Ninh cũng như cá nhân anh. Ideguchi là ngoại binh hiếm hoi tại V-League chơi ở vị trí tiền vệ. Đến Hoàng Anh Gia Lai theo hình thức trao đổi với Yokohama FC với không nhiều kỳ vọng, nhưng Ideguchi nhanh chóng trở thành cầu thủ không thể thiếu và mang tới tính cân bằng trong lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai. Ngoại binh đáng chờ đợi bậc nhất ở V-League 2017 đến từ bằng ghế huấn luyện, đó là huấn luyện Petrovic của FLC Thanh Hóa. Từng giành cúp C1 châu Âu, tiền thân của UEFA Champions League, kinh nghiệm và tài năng của huấn luyện viên người Serbia là không phải bàn cãi. FLC Thanh Hóa rất khát khao vô địch và họ hy vọng với huấn luyện viên Petrovic, khát khao đó của họ sẽ trở thành sự thật trong năm 2017. Trong số 5 cái tên kể trên thì ngoại trừ huấn luyện viên Petrovic của FLC Thanh Hóa thì 4 cái tên còn lại đều là những gương mặt cũ của V-League. Trong số đó thì tiền vệ người Nhật Bản Ideguchi nổi lên như một điển hình của sự vượt khó để thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam. Và hãy cùng xem quá trình thích nghi vượt khó đó của Ideguchi diễn ra như thế nào.
Masaki Idekuchi đến với Hoàng Anh Gia Lai theo sự hợp tác trao đổi cầu thủ giữa đội bóng phố núi và Yokohama FC vào đầu mùa giải 2016. Với ngoại hình thư sinh cùng chiều cao 1m73, nhiều người e ngại về khả năng thành công của bản hợp đồng này, nhất là khi Hoàng Anh Gia Lai từng gặp không ít thất bại với các ngoại binh. Nói thật là tôi chưa biết gì về bóng đá Việt Nam trước khi khoác áo Hoàng Anh Gia Lai, cả về văn hóa và bóng đá. Nhưng sau khi đến đây, tôi cảm thấy con người Việt Nam nói chung và các đồng đội nói riêng đều rất thân thiện và tốt bụng. Ngay đầu đến Hoàng Anh Gia Lai, Idekuchi khá lặng lẽ trong cuộc sống còn hoàn toàn xa lạ. Anh thường thu mình lại trong căn phòng riêng của đại bản doanh Hàm Rồng. Đọc sách và đôi khi là ngắm nhìn cuộc sống có phần buồn tẻ ở Pleiku chỉ là giải pháp khi ngôn ngữ chính là rào cản lớn nhất giữa anh và đồng đội. Lúc đầu ngôn ngữ chính là rào cản, nhưng mà tôi nghĩ giữa những người có chung một niềm đam mê, ở đây là bóng đá, thì sẽ rất nhanh chóng có được sự đồng cảm. Ban đầu, chúng tôi cố gắng hiểu nhau trong buổi tập, qua những dấu hiệu khi thi đấu, dần dần, chúng tôi gần gũi hơn trong cuộc sống. Idekuchi không mất quá nhiều thời gian để thể hiện năng lực. 22 trận đá chính trong tổng số 23 lần ra sân, ghi được 2 bàn thắng, không hồ mè, chẳng hoa mỹ. Idekuchi là mẫu tiền vệ cần mẫn, như mọi người ví anh với chiến binh Samurai. Tại V-League 2017, Masaki Idekuchi chính là điểm tựa để hỗ trợ cho lứa trẻ tài năng của Hoàng Anh Gia Lai. Vâng, có thể nói rằng sự vượt khó của Idekuchi chính là tấm gương cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai và rộng hơn là cho cả các cầu thủ trẻ của Việt Nam. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong số rất nhiều những vai trò mà các ngoại binh đóng góp cho một nền bóng đá. Không chỉ là chất lượng chuyên môn cho đội bóng, họ còn là chỗ dựa và giúp cho các cầu thủ trẻ Việt Nam tỏa sáng. Và sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ tại V-League trong những năm gần đây là điều có thể dễ dàng nhìn thấy bằng cảm quan và cả những con số. Và câu chuyện về các cầu thủ trẻ và xu hướng trẻ hóa tại V-League cũng là chủ đề mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong bản tin Thế giới Thể thao vào tối mai ngày 4 tháng 1. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những chuyển động khác của bóng đá Việt Nam. Thưa quý vị, trong năm 2016, bóng đá Việt Nam đã gặt hái được không ít thành công, đặc biệt từ các đội tuyển trẻ. Và mới đây thì Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã phải dành những lời khen ngợi với chiến tích lọt vào World Cup U20 thế giới. Trong bài viết của FIFA có đoạn: tại châu Á, việc vượt qua vòng loại các giải đấu của FIFA được coi là thành tựu lớn, và Việt Nam là quốc gia có sự phát triển nhanh nhất ở khía cạnh này, khi hai lần làm nên lịch sử chỉ trong năm 2016. Đầu tiên, đội tuyển Futsal kết thúc vòng chung kết châu Á trong top 4 đội mạnh nhất để đến World Cup Futsal lần đầu tiên. Còn với các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam, họ lần lượt có những chiến thắng ấn tượng và vượt qua chủ nhà U19 Bahrain để giành vé tới World Cup U20 vào năm 2017. Bên cạnh thành công tại vòng loại World Cup, Việt Nam còn hưởng trái ngọt từ lứa U16 và U23 khi các đội tuyển này đã vượt qua vòng loại để vào vòng chung kết châu Á. Tất cả những thành tích kể trên đã chỉ ra một tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam, mà rất có thể người ta sẽ được chứng kiến ngay từ năm 2017. Chuyển sang những thông tin thể thao trong nước đáng chú ý khác. Ngày hôm qua, ATP đã công bố bảng xếp hạng mới nhất và cũng là bảng xếp hạng đầu tiên trong năm 2017. Dù vẫn giữ điểm số 43, nhưng Hoàng Nam có thứ hạng mới nhất là 648 thế giới, tăng 14 bậc so với bảng xếp hạng cuối năm 2016 của ATP. Trong khi đó, Hoàng Thiên và Linh Giang đều bị tụt bậc. Với trường hợp của Linh Giang, thì phải đến tuần sau, ATP mới cập nhật kết quả của tay vợt này tại Thái Lan F6 Future và Linh Giang sẽ có thêm một điểm tích lũy nữa. Trong khi đó, Hoàng Thiên và Hoàng Nam gần như là hai nhân tố chủ chốt của đội tuyển Davis Cup Việt Nam thi đấu tại vòng 1 nhóm 2 khu vực châu Á Châu Đại Dương gặp Hồng Kông Trung Quốc vào đầu tháng 2 tới đây. Sự thăng tiến của quần vợt Việt Nam là điểm sáng trong năm 2016, nhưng bên cạnh nhiều điểm sáng khác thì thể thao Việt Nam trong năm qua cũng vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết. Và sau đây sẽ là tổng hợp của bóng đá TV, thể thao TV. Olympic Rio là kỳ Thế vận hội thành công của đoàn thể thao Việt Nam, nhưng ngoài hai tấm huy chương của bắn súng, nhiều môn không thể đạt được mục tiêu đề ra, như Taekwondo thất bại trong việc tiếp tục giành vé dự Thế vận hội, hay nhiều môn điền kinh, Nguyễn Thị Huyền thi đấu dưới sức, hoặc ở môn cử tạ, Thạch Kim Tuấn không thể đoạt huy chương bởi sai sót trong tính toán chiến thuật. Việc đặt chỉ tiêu là hết sức phải khách quan, khoa học. Chỉ tiêu ấy nó không vượt quá cái khả năng của vận động viên. Tôi nghĩ với cái chấn thương của Thạch Kim Tuấn, anh giành được huy chương đồng cũng là rất vinh quang. Và cũng chính vì nếu anh có một chiến thuật tốt, anh sắp xếp lại cái việc đăng ký phân phối trọng lượng thi đấu không gây áp lực
cho Thạch Kim Tuấn phải là vàng thì khả năng của anh ấy huy chương đồng là vẫn chắc chắn. Bởi anh thấy một vận động viên Malaysia trình độ không bằng anh Tuấn, họ nhưng chiến thuật hợp lý hơn họ đã giành được, có đúng không ạ? Không chỉ thể thao thành tích cao, ngay cả ở thể thao phong trào, thể thao Việt Nam cũng có điều chưa được. Đó là việc dường như các nhà quản lý quá tập trung vào thành tích ở các giải đấu quốc tế mà quên mất việc xây dựng kế hoạch cụ thể, điều lệ hay chương trình thi đấu cho Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 8. Kỳ đại hội sẽ được tổ chức ở Hà Nội vào năm 2018. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho các đơn vị. Bây giờ vẫn chưa có, nghĩa là các địa phương rất trông chờ. Bởi vì đây là vấn đề đầu tư. Nếu tôi đang đầu tư cái này mà lại không có nữa, thì tôi đầu tư một cách vô ích. Dù vẫn còn những điều chưa được, nhưng phải khẳng định năm 2016 vẫn là một năm thành công với thể thao Việt Nam. Và đó là cơ sở để những nhà quản lý hướng tới năm 2017 với trọng tâm là phấn đấu lọt vào top 3 ở SEA Games 29 sẽ diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 tới đây.